Mình kéo tới tối mình cũng không lên đâu mọi người. Bây giờ anh em tập con đào hết bốn cầu rồi, bây giờ cũng bị làm tiếp một nhịp nữa. Ba xe luôn nha mọi người. Giờ trời tối rồi, quay không có được quả nữa. Thì mấy thứ này sang xe mấy cây mà cái dàn cờ cũng nằm dưới như thế này. Thank you.
Video của mình xin kết thúc tại đây, nhưng mà mọi người chưa lên rồi.